Bóng đá trẻ VN xin kính chào quý vị và các bạn. Messi Thái tắt điện bởi ông Park Hang-seo quá cao tay. Người Thái thừa nhận Việt Nam quá bản lĩnh. Báo chí Thái Lan tiếc cho đội nhà nhưng cũng phải thừa nhận Việt Nam chơi bản lĩnh sau trận hòa 0-0 mới đây. Một Việt Nam đích thực, tờ Em Thái mới đây có bài viết phân tích về trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Cùng với việc phân tích về lối đá mà tân huấn luyện viên Akira Nishino triển khai, Em Thái cũng dành lời khen cho tuyển Việt Nam, đặc biệt là huấn luyện viên Park Hang-seo. Một Việt Nam đích thực, bài báo nhấn mạnh về lối chơi, bản lĩnh và yếu tố tâm lý được các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã thể hiện vào chiều 5 tháng 9. Không thể phủ nhận rằng Việt Nam là đối thủ rất đáng gờm. Dưới sự kiểm soát của ông Park Hang-seo, có vẻ như họ đã tìm thấy phong cách chơi bóng cho riêng mình. Điểm nổi bật của Việt Nam là một màn trình diễn phòng thủ đầy kiên định và kỷ luật. Thể lực của đội tuyển Việt Nam vốn là điểm yếu trong quá khứ cũng được bài báo nhắc đến. Trận đấu luôn được duy trì ở cường độ cao. Thể lực của các cầu thủ gần như duy trì nguyên vẹn cho đến phút cuối. Ngoài ra, họ kết hợp với một thế trận phản công hiệu quả, tạo ra những tình huống đáng sợ. Việt Nam không phải là một đội có thể dễ dàng bị đánh bại. Việt Nam gạt Messi Thái khỏi cuộc chơi. Trong khi đó, bài bình luận trên tờ SM Sport tập trung vào khía cạnh Việt Nam gần như vô hiệu hóa Chanathip, tức là Messi của Thái Lan. Cả châu Á đều biết Chanathip linh hoạt và nguy hiểm như thế nào mỗi khi anh có bóng. Anh là người có nhiệm vụ triển khai lối chơi cho đội tuyển Thái Lan. Trong trận đấu với Việt Nam vừa qua, anh luôn có nhiều bóng, nhưng Chanathip không thể tạo đột biến trước các cầu thủ Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã thành công trong việc phòng ngự khu vực để hạn chế Chanathip, đồng thời luôn cử người theo sát Messi Thái. Mỗi khi Messi Thái có bóng, luôn có cầu thủ Việt Nam áp sát, anh không thể đưa bóng vào vòng cấm. Các động tác của Chanathip luôn bị chậm lại và mất đi độ nguy hiểm. Nhân tố Messi Thái luôn được kỳ vọng nhưng lại không tạo được hiệu quả nào. Điều này tất nhiên là hiệu quả trong việc phòng ngự và hóa giải của các cầu thủ Việt Nam. Một tin sốt dẻo là Phù Thủy Trắng sẽ dẫn dắt U18 Việt Nam. Chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm Philip Chaucer sẽ trở thành tân huấn luyện trưởng đội tuyển U18 Việt Nam. Ông sẽ dẫn dắt U18 Việt Nam tham dự vòng loại giải U19 châu Á và xa hơn nữa chính là thực hiện hóa giấc mơ đưa lứa cầu thủ trẻ này hướng đến World Cup 2030. Thông tin từ VFF cho biết, được sự hỗ trợ của Quỹ Đầu tư và Phát triển Tài năng bóng đá Việt Nam BVF, ông Philip Chaucer, huấn luyện người Pháp, giám đốc kỹ thuật của BVF, đã nhận lời dẫn dắt đội tuyển U18 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U19 châu Á vào tháng 11 tới đây và xa hơn nữa có thể là chui rèn cho lứa tài năng trẻ này hướng đến giấc mơ lọt vào vòng chung kết World Cup 2030. Ông Chaucer, năm nay 64 tuổi, nổi tiếng với biệt danh Phù Thủy Trắng, từng dẫn dắt 7 đội tuyển quốc gia, dẫn dắt Nam Phi giành vé dự World Cup 1998 và giúp các chiến binh Samurai vào đến vòng 16 đội tại World Cup 2002 được tổ chức tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Việc chọn ông Chaucer lẽ ra phải là động thái làm từ lâu của VFF, bởi từ khi đến Việt Nam năm rồi, ông đã cho thấy hoài bão và luôn ấp ủ trong mình ý tưởng hướng các tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam đến giấc mơ World Cup. Tại vòng chung kết U19 châu Á hồi tháng 3, Phù Thủy Trắng đã từng phát biểu tại sao một năm Thái Lan, Malaysia hay Myanmar cho những tài năng trẻ của họ đá giải trong nước thôi cũng phải từ 30 đến 40 trận, đá thêm khoảng 15-20 trận ở các cấp độ quốc tế. Tính ra mỗi cầu thủ có được khoảng trên dưới 50 trận đấu, trong khi ở Việt Nam, cầu thủ trẻ ra sân tất cả các giải chỉ đếm được chưa đến 25 đến 30 trận một năm. Ông Chaucer từng đề nghị VFF muốn nuôi dưỡng và phát triển tài năng U19 thì không có con đường nào khác hoặc tập hợp họ thành một đội bóng riêng biệt, đầu tư có chiều sâu cho tranh tài ở sân chơi trong nước như kiểu Malaysia và Singapore từng làm, hoặc tăng viện cho các đội hạng nhất, hạng nhì với điều kiện các tài năng này phải được thi đấu thường xuyên. Hy vọng với việc giao đội U18 Việt Nam cho Phù Thủy Trắng, Philip Chaucer sẽ giúp cho bóng đá trẻ Việt Nam có những bước đi căn cơ hơn, có cơ hội cọ sát quốc tế nhiều hơn, chui rèn trận mạc. Có như thế mới hy vọng
có nhiều tài năng trẻ được tiếp tục phát triển để trở thành những ngôi sao của bóng đá Việt Nam trong tương lai không xa. Theo kế hoạch, ông Châu Sơ dự kiến ngày 12 tháng 9 sẽ tập trung đội U18 Việt Nam tại trung tâm BVF với gần 30 cầu thủ và sẽ được sàng lọc để chọn ra lực lượng tốt nhất chuẩn bị tranh tài tại vòng loại U19 châu Á mà Việt Nam là nước đăng cai vào đầu tháng 11 tới tại Vũng Tàu. U18 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Mông Cổ ngày 6 tháng 11, Guam 8 tháng 11 và Nhật Bản ngày 10 tháng 11. Do U18 Việt Nam tập trung nên một số đội tham dự vòng loại U21 sẽ mất quân, nặng nhất là Phố Hiến 6 đến 8 cầu thủ. Vì vậy, VFF sẽ cho đăng ký bổ sung thay thế. Vòng loại U21 với 3 lượt trận còn lại cũng sẽ đôn lên đá sớm vào ngày 27 tháng 9, ngày 1 tháng 10 thay vì ngày 1 đến ngày 5 tháng 10 như dự kiến. Vòng chung kết sẽ diễn ra tại Pleiku và Kon Tum từ ngày 13 đến 22 tháng 10. Còn đội tuyển U22 Việt Nam chờ màn đối đầu giữa huấn luyện viên Bang Sơ và phù thủy Good Hiddink, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ dẫn dắt đội tuyển U22 Việt Nam đối đầu với ông thầy cũ của mình là Good Hiddink, huấn luyện viên trưởng của U22 Trung Quốc trong trận giao hữu giữa U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 8 tháng 9 tại sân vận động Vũ Hán của Trung Quốc. Do bận dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đấu Thái Lan vào ngày 5 tháng 9 vừa qua nên ông Park Hang-seo đã giao quyền dẫn dắt đội tuyển U22 Việt Nam cho trợ lý Kim Han-jun. Trong ngày đội tuyển Việt Nam đấu Thái Lan, đội tuyển U22 Việt Nam cũng đã lên đường sang Trung Quốc và đã có 2 ngày tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà U22 Trung Quốc. Đây được xem là một trận giao hữu rất quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho U23 Việt Nam hướng tới việc giành tấm huy chương vàng SEA Games 30 diễn ra vào tháng 11 tại Philippines. Hôm qua, ngày 6 tháng 9, sau trận đấu với Thái Lan trên sân Thammasat, huấn viên trưởng Park Hang-seo cùng Nguyễn Tiến Linh và các trợ lý người Hàn Quốc đã đáp chuyến bay từ Thái Lan sang Trung Quốc hội quân cùng đội tuyển U22 Việt Nam. Dẫn dắt U22 Trung Quốc là huấn viên Good Hiddink, người đồng nghiệp cũ của huấn viên Park Hang-seo. Đây là lần đầu tiên hai người có dịp đối mặt trên cương vị dẫn dắt một bóng kể từ khi kết thúc World Cup 2002. Đây sẽ là cuộc đối đầu rất đáng chờ đợi khi mà huấn luyện viên Bang Sơ sẽ gặp lại người ông đã từng sát cánh cách đây 17 năm. Huấn luyện viên Bang Sơ từng là trợ lý của huấn luyện viên Good Hiddink giúp đội tuyển Hàn Quốc vào đến bán kết World Cup 2002, giải đấu mà đội bóng xứ Kim Chi đã trở thành hiện tượng của thế giới. Huấn luyện viên Bang Sơ từng chia sẻ: năm 2002, tôi chỉ là trợ lý cho ông ấy, nhưng tôi đã học hỏi được rất nhiều, có ích cho con đường làm huấn viên sau này của tôi. Tôi giữ hình ảnh huấn viên Hiddink trong tim mình, nhưng kinh nghiệm 40 năm làm bóng đá của tôi cùng sự hỗ trợ của ban huấn luyện, các cầu thủ đã giúp chúng tôi có thành công ngày hôm nay. Báo chí Hàn Quốc đã đặt câu hỏi cho huấn viên Bang Sơ về trận gặp lại huấn viên Hiddink. Vị chiến lược gia của tuyển Việt Nam đã trả lời dứt khoát: chắc chắn tôi sẽ tìm mọi cách để đánh bại ông ta. Tôi rất biết ơn ông Hiddink sau những gì ông ấy đã giúp đỡ và truyền đạt cho tôi trong quá khứ. Tuy nhiên, hiện nay tôi là huấn viên của các đội tuyển Việt Nam, còn ông ấy là huấn viên của đội tuyển Trung Quốc, nên chúng tôi gặp nhau trên sân cỏ. Đó sẽ là cuộc đấu đáng nhớ và tôi sẽ làm mọi thứ tốt nhất để giúp các cầu thủ Việt Nam đánh bại đội Trung Quốc. Như vậy là tuyển Việt Nam đã tụt bậc trên bảng xếp hạng FIFA sau trận hòa Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam đã bất ngờ tụt bậc trên bảng xếp hạng FIFA dù có được một điểm trước đội tuyển Thái Lan ở lượt trận giao quân vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Dù không có được đội hình mạnh nhất và phải thi đấu trên sân khách, song đội tuyển Việt Nam đã thi đấu kiên cường và giành được một điểm trước đại kình địch Thái Lan ở lượt trận đầu tiên vòng loại World Cup. Theo cách tính điểm mới của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam có hệ số là 25 với kết quả hòa. Do đang xếp trên Thái Lan, Việt Nam 97 so với 115 của Thái Lan, nên Việt Nam sẽ bị trừ 1,6 điểm. Ngược lại, Thái Lan sẽ được cộng thêm 1,6 điểm. Với việc Jordan đánh bại Đài Loan và chiến thắng đầy bất ngờ của Palestine trước Uzbekistan, hai đội bóng này sẽ được cộng lần lượt là 10,1 và 13,8 điểm. Như vậy, họ sẽ chính thức vượt qua Việt Nam để giữ hạng 97, 98 thế giới, đẩy chúng ta xuống hạng 99 thế giới. Trong khi đó, Thái Lan dù được cộng thêm 1,6 điểm nhưng vẫn sẽ tiếp tục dậm chân ở vị trí 115 thế giới.
Ở lượt trận thứ hai bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Thái Lan sẽ có chuyến làm khách được dự báo hết sức khó khăn trước đội tuyển Indonesia. Đội bóng đã bất ngờ để thua 2-3 trước đối thủ nhiều duyên nợ Malaysia ở lượt trận ra quân. Trong khi đó, Việt Nam sẽ trở về sân nhà tiếp đón đương kim Á quân AFF Cup 2018 là đội tuyển Malaysia. Sau lượt trận đầu tiên, Malaysia đã tạm dẫn đầu bảng G với 3 điểm, trong khi đó Thái Lan và Việt Nam lần lượt xếp sau với 1 điểm có được. UAE tạm đứng cuối bảng do chưa thi đấu trận nào. Và chia sẻ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại ở những chia sẻ tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.